À, cảm ơn các chị đã đăng ký kênh, đang theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Hà. Video hôm trước, Máy Hà đã giới thiệu tổng quan đến quý anh chị về chiếc nồi nấu phở 30 lít mà dùng mâm Nhật được Điện Máy Hà sản xuất theo đơn đặt hàng riêng rồi. Thì video hôm nay, Điện Máy Hà sẽ hướng dẫn nhanh quý anh chị cách sử dụng cho một chiếc nồi nấu phở 30 lít dùng mâm Nhật các chị nhá. Đây là một sản phẩm mà được Điện Máy Hà sản xuất làm theo đơn đặt hàng. Vì có những anh chị mà yêu cầu dùng loại mâm Nhật, bên em sẽ có sản xuất theo đơn đặt hàng. Đơn hàng này thì thường là sẽ phải đặt từ 4 đến 5 ngày mới có hàng anh chị nhá. Tại vì xưởng bên em còn làm nhiều đơn hàng khác nữa. Tổng quan về chiếc này thì nồi này thì bên em đang sản xuất nó bằng inox 374. Thân trên có 3 lớp, 2 lớp inox, 1 lớp form cách nhiệt để bảo vệ chiếc nồi và cũng như là để giữ cho chiếc nồi là tránh mất nhiệt. Phần bệ dưới nó được thiết kế rất vuông vắn và rất là đẹp về thẩm mỹ cũng như là form dáng nhìn rất là cứng cáp. Chiếc nồi này thì đang được thiết kế là dung tích là 30 lít và được dùng điện là điện một pha, và phần điện được gắn liền bệ nồi đây, như này bệ nồi, và có một cái vòi van vòi xả để chúng ta tháo nước đi, thau rửa nồi trong quá trình chúng ta vệ sinh như ta xả nước đi. Chiếc nồi này thì đã là bên em đang thiết kế là điện một pha và công suất là 3 kW. Phần dây điện nguồn phía sau thì để sử dụng được chiếc nồi này thì trước tiên là các anh chị chúng ta cần phải kết nối điện nguồn cho chiếc nồi này. Đây chính là dây điện nguồn của chiếc nồi chị nhá. Nó có 2 dây thì chúng ta sẽ kết nối với lại cái automat hoặc là cầu giao điện tại gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ kết nối dây điện nguồn vào. Bước đầu tiên là trong quá trình sử dụng. Các bước sử dụng thì gồm 4 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là thau rửa vệ sinh hoàn toàn chiếc nồi trong và ngoài để đảm bảo chiếc nồi của ta luôn sạch sẽ. Tại vì là những cái nồi này sau khi sản xuất xong thì bên em sẽ có phủ qua một lớp dầu để đảm bảo chiếc phần inox của chiếc nồi này nó không bị oxy hóa trong quá trình vận chuyển như quá trình bảo quản tại kho. Vì có những nồi mà sẽ bảo quản tại kho chứ, vì thế mà sẽ phủ lớp dầu cho an toàn. Bước thứ hai là các chị sẽ tiến hành đổ nước các chị nhá. Đổ nước thì khi chị đổ nước vào trong nồi thì các chị nhớ là nếu đổ test thử nồi thì các chị đổ trong tổng khoảng 10 15 phân nước. Còn nếu mà đun luôn thì các chị lên đổ mới yêu cầu, và đừng đổ cao bằng miệng nhá. Nên cách miệng tầm 5 đến 7 phân để đảm bảo là khi có nước sôi là không bị trào ra ngoài. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành bật điện. Các chị bật điện thì khi phần điện đây nó có một cái chỉnh nhiệt này. Thì chỉnh nhiệt này thì khi mà các anh chị bắt đầu đun thì các anh chị vặn cho em cái chỉnh nhiệt này từ 0 lên 110 thì đèn báo xanh ánh sáng này. Còn khi chúng ta cấp điện nguồn vào ấy, thì đèn báo đỏ này sẽ luôn sáng. Còn mà khi chúng ta bắt đầu sử dụng thì chúng ta đèn báo xanh ánh sáng này. Ta vặn từ 0 dưới này. Đó, từ 0 dưới đây. Và vặn lên 110 lên cao nhất. Sau khoảng một thời gian thì 20-30 phút là nước trong nồi đã sôi thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển sang trạng thái ủ. Các chị vặn với em khoảng mức khoảng 80 đấy, thì là nó sẽ ủ và nó sẽ mức độ sôi trong nồi nó vừa phải đi. Thứ nhất là để nó tiết kiệm nước, thứ hai là tiết kiệm điện, vì là khi mà chúng ta vặn 110 thì là công suất nó chạy hết công suất và nó sôi liên tục đấy. Chính vì thế mà chúng ta sẽ chỉnh về cái mức 80 này. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành là như vừa xong vừa nói đây, thứ ba chính là cái mức mà ta hạ công suất. Khi hạ công suất thì cái chị vặn từ 110 về 80, quan sát mức độ sôi trong nồi này là xem nó sôi to hay nhỏ. Còn nếu mà khi mà các chị đông khách thì các chị lại vặn lên 110 cho em, lại vặn lên 110. Hoặc là khi các chị đổ thêm nước, ví dụ nước trong nồi nó cạn bớt rồi thì các chị tiếp thêm nước vào đây thì chúng ta sẽ lại vặn lên 110 để cho nó nhanh sôi hơn. Bước thứ tư là sau khi các chị sử dụng xong thì các chị cúp điện đi, vặn cái chỉnh nhiệt này về 0 các chị nhá, nhớ vặn về 0 nha, này 0, và cúp cầu giao điện trên của nồi đi, và chúng ta sẽ tiến hành thau rửa bên trong của nồi như bên ngoài của nồi để đảm bảo chiếc nồi là hết không bị dầu mỡ bám vào đấy, là đảm bảo chiếc nồi luôn được an toàn và sạch sẽ trong quá trình ta sử dụng trong những lần nấu tiếp theo. Thì để một chiếc nồi nó bền bỉ chúng ta phải thường xuyên vệ sinh và bảo quản chiếc nồi đúng cách thì chiếc nồi chúng ta sẽ bền bỉ và vẫn là hiệu quả. Thì trên đây em đã hướng dẫn quý anh chị cách sử dụng cho một chiếc nồi nấu phở 30 lít dùng mâm Nhật. Quý chị quan tâm đến chiếc nồi này, liên hệ số hotline trên màn hình thì sẽ được Điện Máy Hà tư vấn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị.